Xin chào các bác nha, thì đây cũng là những cái bưởi mà em đã cắt ghép được hơn một tháng rồi. Thì em cũng làm, hôm nay em cũng làm một cái video hướng dẫn với các bác là cái ghép cải tạo trên cây bưởi nhá. Thì ở vườn em bây giờ hiện tại cũng chả có một cái cây bưởi bé nào hoặc một cái nhánh bưởi nào cả. Nếu mà có nó cũng ở trên cao như này thì em không thể chỉ các bác được. Thì em đi tìm khắp vườn thì em tìm được một cái gốc bưởi này. Cái gốc bưởi này bây giờ em cắt còn chừa được một đoạn như này. Thì hôm nay thì em sẽ xin hướng dẫn với các bác là cái ghép cải tạo trên cái gốc bưởi già như này nhá. Như cái gốc bưởi già này là cái gốc bưởi được tầm cỡ là hơn 20 năm, 20 25 năm rồi các bác nhá. Đó thì đây các bác nhìn thấy gốc nó cũng rất là to này. Đây tay đây em thấy rất là to đây. Đây thì em xin chỉ các bác là cái ghép cải tạo vào cái gốc bưởi già này mọi người nhá. Đó. Cái bưởi già đó. Để ghép cải tạo thì mình cần những cái dụng cụ gì để ghép cải tạo? Thứ nhất thì mình cần một cuộn giấy ghép nhá. Giấy ghép này các bác chọn lấy cái khổ ngang này. Cái khổ nó rộng bề ngang này tầm cỡ 8 hoặc 9 cm thì nó càng rộng thì mình làm càng dễ mọi người nhá. Đó vì cái gốc này to nên mình làm mình phải cần những cái khổ giấy nó to để mình cuộn cho nó dễ. Đó, thứ hai là một con dao chuyên dụng. Thứ ba là một cái cành mắt ghép nhá. Đó thì cái video này thì em chỉ hướng dẫn cho những người là mới bắt đầu tập ghép thôi nhá. Còn những anh em nào mà trong nghề thì xin bỏ qua này video giúp em. Đó. Đây thì đằng trước cho các bác đây. Trong màn hình đây thì các bác có thấy một cái, đây là một cái cành bưởi, thân bưởi. Nó cũng rất là to, cái này nó vanh tầm cỡ 30. Thì nhưng mà đối với em thì những cái thân này nó vẫn là nhỏ nha, nhưng mà ghép cải tạo thì nó cũng phải là từ cái đoạn thân này trở lên mới phải là ghép, thì nó thường thường là tầm này trở lên, còn các loại còn những cái đoạn nhỏ kia thì mình ghép là nó sẽ dễ dàng hơn. Đó thì đầu tiên thì các bác chuẩn bị cho em con dao thì nó phải thật là sắc bén nhá. Con dao này các bác có thể mua hàng trên mạng được hoặc là mua ở những cái cửa hàng mà người ta chuyên dụng cụ về ghép cây đó. Nhưng mà không có thì các bác ra chợ hoặc mua một con dao thái được, con dao bài bé bé đó, con dao đấy cũng tầm 10.000 nó cũng có thể ghép được, nhưng mà mọi người chỉ cần mài nó sắc được nhá. Đó thì em xin hướng dẫn luôn là làm như này. Thì các bác cầm con dao như này nhá, cầm đây ạ. Đây các bác lên đây chú ý là ghép lên gần như cái lên cái phần đầu nhá. Đó, để em hướng dẫn này, các bác cắt cho em một vết như này. Đó, một vết như này tầm 2, tầm 3 cm. Rồi các bác cắt chéo như này, cắt chéo con dao xuống nhá, tì mạnh xuống các bác nhá. Đó, rồi các bác sẽ được một cái vết như này. Thấy không ạ? Đây, mọi người có thể là thấy vết ghép của em nó rất là mượt, phải không ạ? Đó, mình cắt nên mình chỉ được cắt một vết xuống thôi nhá. Không được cắt đi cắt lại nhá. Cắt đi cắt lại là cái vết nó không phẳng thì mình cắt nó sẽ không, tỷ lệ đạt không cao. Rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người lấy mắt nhá. Đây thì em có một mình làm nên nó cũng rất là khó, mọi người xem thì nó cũng là rất là rung lắc, thì mọi người thông cảm giúp em nhá. Đó, về cái mắt ghép này mọi người nên chọn những cái mắt là cành bánh tẻ như này này. Đó thì bây giờ cũng vào thời điểm tháng 4 rồi. Tháng 4 thì mọi người có thể ghép được rồi nhá. Đó, mọi người chọn lấy những cái, đó, cái mắt ghép như này, rồi thì mọi người cắt sát cái cuống lá nhé, cắt sát cuống lá xuống đến cái thân cành nhá. Đó, để làm sao để mình hạn chế khi cái việc cái thối cuống này nó sẽ bị chảy cái nước dỉ vào cái vết thương thì nó sẽ gây thối mắt nhá. Đó thì mọi người nên là chú ý, nên là cắt sát cái cuống lá xuống cái thân cành già đi. Đó, chú ý đừng cắt vào mắt nhá. Đó, mọi người cầm như này cầm cái đằng ngọn này trước như này để lấy cho nó dễ này, cho những người mới bắt đầu làm nhá. Rồi mọi người cầm con dao nhá, con dao chú ý là con dao phải sạch mọi người nhá. Mọi người cắt như này nhá. Thì đây đó, các bác ướm làm sao với cái mắt ghép này nó phải bằng nhau này. Em bấm đây, đó bác cầm ngược như này, đó sẽ được một cái vết ghép rất là phẳng này. Đó, mọi người chú ý này, mọi người chú ý là lấy mắt ghép cũng chỉ là cắt một nhát dao thôi nhá mọi người nhá, cắt một lần thôi nhá. Và cái đằng dưới này mọi người cũng phải cắt cho nó thật phẳng nhá. Đây có cái độ chéo này, khi mình cài vào đây này thì nó giữ ở đây. Đó thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là cài ở đây này.
Đây, em sẽ cài vào đây để em với phần như cái thân gỗ này thì nó cái biểu bì cái da nó rất là dày phải không ạ? Cái da nó rất dày thì mọi người ghép nó cũng dễ thôi. Thì vì như cái da dày này thì mọi người nên đặt vào vị trí này, tụt vào vị trí bên trong này một ít cho em nhé, đặt vào bên trong này một ít, đó không nên đặt ra bên bên ngoài quá nha mọi người nhé. Đây dạ, mọi người đặt vào, mọi người muốn cần phải dí nó xuống một chút nhá. Đây đây, như các bác thấy là em đặt đặt vào cái da biểu bì của nó đây, và đây còn một vết nữa thì em sẽ lấy thêm một mắt, em sẽ cài vào đây cho mọi người xem. Đây, và em đã lấy được cái mắt thứ hai này nha mọi người nhé. Đây thì em có một mình làm nên mọi người thông cảm nhé. Đây là cái mắt thứ hai này, đây là cái mắt thứ hai em lấy nhá, cũng rất là đẹp này. Đây mọi người cầm vào đây và cài đây ạ. Cài vào cái mép, ngay mép này nhá. Đây đây mọi người xem, cái vết cắt và cái vết đặt của em nó rất là khít phải không ạ? Với cái những vết đặt to này thì mọi người không cần phải đặt tận ra rìa đâu nha, vì cái biểu bì nó rất dày. Để mình có thể đặt lùi vào bên trong một tí thì cái tỷ lệ nó sống nó sẽ cao hơn mọi người nha, vì mình đặt ra bên ngoài quá đi có lúc nó sẽ bị bụi bẩn nó dính vào đây thì nó sẽ vào cái vết thương của cái mắt, thì nó sẽ gây là tỷ lệ chết mắt và đặt không cao. Đó thì mọi người xem như vậy nha. Nó nếu mà bây giờ mọi người mà đặt cái mắt ghép mà vào bên trong cái chỗ thân gỗ này, mọi người nhìn thấy đây, cái thân gỗ đây, vì em đã, nếu mà mọi người cắt thì cắt vào tận thân gỗ nha. Đây đây có một cái lớp thân gỗ đây. Đây ạ, đây mọi người thấy không ạ? Đây đây là một cái lớp gỗ của cái thân già này. Đó. Đó thì mọi người nên là đặt vào đây nha. Đặt tầm như vậy giúp em. Và cắt đúng như vậy và làm đặt và đặt cái mắt ghép kín như em nhé. Các bác nhìn là nó rất phẳng và nhìn nó sẽ không có độ hở nhé. Và nó nhìn là nó sẽ không có độ hở. Mình em đảm bảo nếu mà các bác làm như vậy được thì cái mắt ghép của các bác sẽ sống tỷ lệ 100% nha các bác nha. Đó. Thì đến việc cuốn giấy bóng thì cuốn làm sao? Đó thì em sẽ lấy một cái cuộn giấy bóng đi. Đây. Đây các bác nhá. Đây nha các bác. Các bác lấy kéo nó ra này. Đó. Nó hơi gần đấy không ạ? Phải gần. Đây. Em đã lấy giấy bóng ra rồi các bác nhá. Các bác cầm như này, một bên dí như này. Bác cuốn nhá. Đây ạ. Các bác cuốn dưới này. Cuốn dưới tầm hai vòng, hai vòng, hai ba vòng gì đấy, tùy các bác thôi. Đó, các bác phải cuốn để chặt nó xuống nhá. Đây. Đây rồi các bác bị cái giấy này ra này. Bị cái giấy này ra nhá. Các bác là nhớ phải cuộn cái mắt trước rồi các bác mới bịt cái này sau nhá. Bị cái giấy này ra này, đó các bác làm qua một cái như này, bịt qua một cái. Bịt qua nhá. Bịt qua rồi các bác lại tiếp theo này bịt lên bên trên này. Đó bên trên này, rồi các bác cuốn. Như em là cái giấy này là em là bị hơi ngắn này. Là bị hơi ngắn này. Em đã lấy thêm em bịt cho các bác xem. Các bác chú ý là kéo căng cái phần túi bóng này ra nhé. Kéo căng ra. Do một mình em làm nó cũng khó lắm mọi người ạ. Đây, đây thì em cũng hướng dẫn làm chậm cho mọi người xem để mọi người biết nhé. Làm tỉ mỉ cho mọi người xem nhé. Và những cái đầu cây trên đây thì mọi người nên bịt vào. Em bịt vào nhé. Vì đây em thì làm demo cho mọi người xem thôi. Và những cái đầu này thì mọi người cũng lấy cái túi bóng mọi người quấn một lượt qua thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì em đây cũng chỉ hướng dẫn cho các bác là cách ghép, đây là cách ghép thôi. Còn các bác thì phải bịt cái đầu này vào để tránh cái hiện tượng này nó bị mưa nó vào đây thì nó sẽ ngấm vào đây, nó sẽ hỏng mắt. Đó thì ghép thì còn rất là nhiều cái phương pháp để ghép. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác một cách ghép đơn giản là cách ghép mắt nhé các bác nhé. Cái mắt thì nó sẽ tiết kiệm cái cành giống. Cái cành giống đấy, cái cành giống là mình tiết kiệm được cái cành giống này rất là nhiều mọi người nhá. Nếu mà mình ghép đoạn cành mà mình ghép lên đây thì
thì ghép cái đoạn cành lên đây thì nhìn sẽ không hợp lý mọi người nhé. Đó thì sau đây thì em cũng xin quay qua một cái mắt ghép mà em đã ghép được trước đây. Trước các bác, đây là một cái bưởi gốc già đấy, bưởi đoan hùng, em chú em là người gọi là bưởi đoan hùng. Thì em cắt chuyển đó ghép sang cái bưởi đỏ mọi người nhá. Đây thì cây này em ghép được tầm cỡ 2 tháng này, tầm 2 tháng thì nó cũng mọc như vậy, cũng tạm ổn rồi. Thì em xin phép quay sang những cái cây mà em ghép nó lên chồi tầm 3-4 tháng mọi người nhá. Đây thì lần trước các bác, đây là một cái cành bưởi mà em đã ghép cách đây được tầm gần 1 tháng mọi người nhá. Đấy thì các bác có thể xem đây là cái vết ghép đấy ạ. Đó các bác thấy không? Đó ghép mắt mọi người nhá. Đây là ghép mắt em ghép đôi, nhưng mà một cành nó lên nó vẫn sống đây. Nhưng mà em đã vặt đi, em chỉ để lấy một cành thôi. Em ghép đôi là tại sao? Em ghép đôi là để trừ hao mọi người nhá. Ví dụ là một cành này chết, một cành nó còn thì mình có thể là để vẫn còn được một mắt, hoặc là trong hai mắt cái mắt nó lên tốt hơn thì mình để mắt đó. Hoặc là trong trường hợp rầu báo nó bị gấy thì nó còn một mắt thì mình vẫn còn một mắt mọi người nhá. Đây là để phương pháp ghép đôi. Đây thì mọi người lên này, lên đây rất là tốt phải không ạ? Mình ghép cải tạo đấy ạ. Đây mọi người có thể xem đây ạ. Nó lên rất là tốt đấy ạ. Còn đây là em toàn là đây là em ghép mắt hết mọi người nhá. Đây để em trèo lên cho mọi người xem. Đây thì em đã trèo lên cây rồi mọi người nhá. Đây, đây là màu có mắt đôi đấy ạ. Mắt đôi đây. Ở đây còn là mắt đôi, toàn là ghép mắt mọi người nhá. Thì em biết sao em cũng chỉ vậy thôi thì các bác, nhưng mà ai biết rồi thì bỏ qua cho em, còn ai chưa biết thì có thể học theo cái video của em. Em cũng làm cái clip cụ thể rồi thì mọi người cứ làm theo mà áp dụng thôi. Cái quan trọng là mình phải làm sao là mình cắt được cái vết ghép nó phẳng mọi người nhá. Nó phẳng ấy, nó phẳng thì tỷ lệ nó sẽ cao. Và các bác nhớ là cái vết ghép đừng để cho nó có bụi nhá. Có bụi bẩn thì nó sẽ lên nó yếu ấy, hoặc là nó sẽ không sống được. Đó đây, mọi người có thể thấy đây. Đây trên kia có những cái cành ghép nó rất là to kìa. Đó, kìa. Như cây này là em ghép lên tỷ lệ 100% nhá, không chết cây, không hỏng cành nào mọi người nhá. Đây. Đây cũng là toàn là những cái tự tay em làm cả mọi người ạ. Đây thì vườn em ghép rất là nhiều. Hàng trăm cây to như này cơ. Đó thì cái video của em hôm nay chia sẻ đến như vậy thôi. Nếu các bác mà thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào các bác nhé.